Dạo này mình thấy các TikToker khoe người yêu lên TikTok thì mình cũng bắt chước, hôm nay mình sẽ khoe người yêu mình lên nhé. Anh quay em lên tí nhé. Thôi ngại lắm em không quay. Đấy, bạn người yêu mình cứ kiểu như cứ ngại không muốn lên hình á. Quay tí thôi. Đấy, không lên hình lại còn cứ nhéo má anh ấy. Anh quá này mà. Anh trả thương em. Đấy, lại bắt đầu dỗi rồi. Thôi thì đã đến lúc phải công bố sự thật rồi. Mình xin nói thật với mọi người nhé. Thật ra mình chính là người nhện. Chắc là các bạn sẽ không tin chứ gì. Vậy mọi người cùng xem nhé. Sự khác biệt giữa bố và mẹ. Mẹ kiểu: cho con xin 2 triệu tiền mua đồ Tết ạ. Cái gì? 2 triệu? 20 triệu? 20 triệu? Hả? Hả? Năm nào cũng mua không biết bao nhiêu là bộ đồ rồi. Đúng 1 triệu thôi nhá. Bố kiểu: cái gì? Thế làm sao mà đủ được? 2 triệu thì mua được cái gì? Mày lại đây. Này, đấy. Cầm đi, cầm lấy mà tôi mua được. Trời ơi, 2 triệu thì mua cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ ôn về ca dao tục ngữ. Em nào điền tiếp cho thầy câu sau? Uống nước nhớ. Em thầy. Thầy mời em. Uống nước nhớ kẻ trồng cây ạ. Bậy bạ không ạ? Sai rồi, không điểm. Không thầy ơi, em trả lời đúng mà. Hả? Chứ sao? Vì em uống nước dừa. Tê tê rê tê tê rê tê rê tê 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 rê. Những kiểu người khi xì hơi trong lớp. Đức xì hơi đúng không? À, ông ơi, ông biết làm câu ba không nhỉ? Câu ba khó nhỉ? Câu này nghĩ mãi không ra hết. Ê ông có ngửi thấy mùi gà rán đâu? Thơm nhỉ? Ừ, thơm thì cái nha. Tôi mới xì hơi đấy ông ạ. Tao là anh Bảy Sói ở Sài Gòn. Bây giờ mày nghe cái này cho rõ nè. Anh ơi, từ từ, có gì mình nói từ từ. Không có từ từ gì hết á. Bây giờ mày banh cái lỗ tai ra, mày nghe rõ cho tao nè. Em nghe đây ạ. Rồi đó, mày hiểu chưa? Dạ, em không hiểu ạ. Đó là vì kỹ năng nghe tiếng Anh của mày còn yếu lắm á. Cho nên anh mới giới thiệu với mày này một cái khóa học tiếng Anh online giúp phát triển đầy đủ 4 kỹ năng tiếng Anh của... Thằng điên.